Trong gần 2 năm kể từ khi chủng virus corona xuất hiện trên toàn cầu, các quốc gia Đông Nam Á đã phải gồng mình chống chọi với các làn sóng dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho hệ thống y tế của nhiều nước lao đao, nền kinh tế của các quốc gia rơi vào tình trạng suy thoái, hàng triệu người dân lâm vào cảnh thất nghiệp, nghèo đói. Trước tình trạng đó, các nước thành viên ASEAN đã đoàn kết cùng nhau hợp tác ứng phó với dịch bệnh. Trong bức tranh với đầy những gam màu trầm và tối đó, những kết quả của ASEAN ứng phó với đại dịch COVID-19 thời gian qua là điểm sáng của sự chia sẻ, liên kết và hợp tác đối phó với các thách thức đang được ghi nhận ở châu Á-Thái Bình Dương. Với vai trò tiên phong, nòng cốt của ASEAN, là một thành viên tích cực của ASEAN, Việt Nam đã đồng hành cùng ASEAN ứng phó và hồi phục sau đại dịch COVID. Việt Nam bước vào năm 2020 trong vai trò chủ tịch của ASEAN. Năm 2020 rất khác biệt so với những năm trước đây. Khác biệt lớn nhất là COVID-19 xuất hiện, một đại dịch mà không một quốc gia nào có thể lường trước được. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và phải đối mặt với những làn sóng dịch bệnh bùng phát, Việt Nam đã đưa ra chủ đề đúng đắn đối phó với tình hình, đó là gắn kết và chủ động thích ứng. Chủ đề nêu rõ mục tiêu tăng trưởng vai trò trung tâm, đoàn kết của ASEAN, đồng thời cũng là sự thích ứng nhanh chóng của cả khối ASEAN đối với tình hình thế giới và bên ngoài, khu vực cũng như từng nước. Với cương vị là chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã có nhiều sáng kiến về hợp tác ứng phó chống lại đại dịch COVID-19 được công bố và triển khai, như xây dựng được quỹ ASEAN ứng phó với đại dịch COVID-19, kho dự trữ vật tư y tế của khu vực, khung chiến lược ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp của ASEAN, trung tâm y tế ASEAN ứng phó với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi. Xây dựng quy trình đi lại an toàn trong giai đoạn COVID-19, bên cạnh đó là các chương trình kế hoạch tổng thể phục hồi kinh tế ASEAN cho giai đoạn sau đại dịch COVID-19. Việt Nam với vai trò chủ tịch ASEAN năm 2020 đã thích ứng rất nhanh để đáp ứng được với COVID-19. Tại hội nghị Summit 38, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã công bố danh mục vật tư y tế trị giá hàng triệu đô la của Việt Nam cam kết đóng góp vào kho dự trữ vật tư y tế ASEAN. Các nước ASEAN cũng đã thống nhất các nội dung chính như thành lập trung tâm ASEAN về ứng phó với tình huống y tế công cộng khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi, khung phục hồi tổng thể ASEAN và tuyên bố xây dựng ASEAN về khung thỏa thuận hành lang đi lại ASEAN. Trong thời gian tới, các nước ASEAN sẽ tiếp tục đóng góp và vận động thêm các nguồn hỗ trợ cho quỹ ASEAN ứng phó với COVID-19, đẩy nhanh tiến độ mua vaccine cho các nước thành viên, đảm bảo sự tiếp cận đầy đủ và đồng đều cho người dân trong khu vực, đồng thời khuyến khích các nước xem xét chia sẻ vaccine cho nhau trên cơ sở tự nguyện để hỗ trợ các nước có nhu cầu và khó khăn trong việc tiếp cận vaccine. ASEAN cũng hướng tới hình thành chuỗi cung ứng và tự cường vaccine trong khu vực. Hiện Thái Lan, Singapore và Việt Nam là ba quốc gia duy nhất của ASEAN đang tự chủ nghiên cứu, phát triển vaccine. ASEAN cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác với các đối tác trong ứng phó COVID-19 và nhận được nhiều cam kết hỗ trợ về cung cấp vaccine, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine để nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh. Có thể nói hơn bao giờ hết, các quốc gia thành viên ASEAN đang có sự quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau và tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tối đa công dân khu vực trong trận chiến chống lại dịch bệnh COVID-19. Điều này đã và đang mang đến một thông điệp khá rõ nét. Đoàn kết chính là cơ sở hợp tác, là chìa khóa cho những thành công của ASEAN và là nguyên liệu chính để xây dựng nên mái nhà chung ASEAN, giúp các quốc gia thành viên cùng nhau vượt qua cơn bão đại dịch COVID-19.